Dạ. Con chào ngoại. Ngoại, ngoại bán gì vậy ngoại? Con ăn có nhiều đó đó. Dạ, ngoại bán có trứng vịt thôi ha. À. Dạ, trứng vịt này của ngoại mua bán lại hay đồ nhà? À, có, của nhà có nhiều đó. Dạ. Rồi một ngày ngoại bán như thế này được bao nhiêu tiền ngoại? Trời ơi, có gì đâu, sáng giờ chưa có đồng nào hết. Trời ơi, thương dữ vậy hả ngoại? Sáng giờ không ai mua hết trơn hả ngoại? Ờ, sáng giờ chưa ai mua hết, chưa có đồng nào. Vậy là sáng giờ ngoại nhịn đói luôn hả? Nhịn đói luôn, ăn khoai lang nè. Khoai lang ta cho ngoại hả? À. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu rồi? 75 à. Dạ, mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở với thằng con mà nó ăn riêng rồi. Dạ. Hai ông bà già ăn chung. Vậy là ngoại người dân tộc hen. À. Dạ. Rồi, ông thì đang bệnh. Dạ. Lâu rồi, bệnh hơn năm rồi. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với ngoại nghe. Không có gì đâu. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép một nhà hảo tâm, đó là anh Tùy Duyên tại Mỹ ha. Dạ. Để tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ nghe. Không, giờ tôi chưa có bán được đồng đi ăn khoai lang. Dạ nghe thấy thương không? Rồi, ăn khoai lang thịt cơm. Dạ. Thì con sẽ xin phép anh Tùy Duyên ở Mỹ tặng cho ngoại phần quà nha. Dạ. Thì của ít lòng nhiều, đây là tấm lòng anh Tùy Duyên ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ, ngoại đếm giùm con không, ngoại được bao nhiêu? Ừ, nhiều quá ta. 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với anh Tùy Duyên không? Dạ, tôi cũng cảm ơn cái ông đó. Dạ. À, không biết già trẻ. Dạ. Thì hy vọng với tấm lòng anh Tùy Duyên sẽ giúp cho ngoại bớt vất vả hơn nha. Dạ, trong cuộc sống của mình ha. Dạ. Xin phép chào ngoại nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ. Dạ, ngoại bán gì ngoại? Có bán gì đâu, đi lượm ra trái không ạ? Dạ. Dạ, ngoại cởi khẩu trang, ngoại nói chuyện với con tí. Dạ. Đi. Dạ, ngoại cởi nón lá luôn ha. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 68 tuổi. Dạ, ngoại tỉnh, ngoại quê ngoại ở tỉnh nào? Ở ngoài Hà Nội thì không biết. Dạ. Nhưng mà vô trong này bà già tôi mới thanh tôi. Dạ. Ừ, này thanh 557 đó. Dạ, à, bây giờ ngoại đi lượm dây chai hả? Dạ, đi lượm dây chai đó, xe đạp để chị. Dạ, đâu đó. À, chiếc xe đạp này đấy ha. Dạ. Có mấy cái lon. Có cái lon à, có. Dạ, với hai chai nước suối ở trên. Dạ. Vậy là một ngày ngoại lụm thì ngoại bán luôn không hay là ngoại để dành? Dạ không, 2-3 tháng, 1 tháng, hơn tháng mới bán được. Dạ, rồi 1 tháng ngoại bán thì được bao nhiêu? Khoảng chừng 100 độ lại. Sao ít dữ vậy ngoại? Ừ, chứ người ta lụm hết trơn rồi. Dạ. Ừ, người ta lụm dữ lắm. Dạ. Thật ra gì không có đi lụm được nhiều, đi. Dạ. Sớm thì mới lụm được nhiều. Dạ. Còn đằng này không có đi sớm được, lụm được. Dạ, mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở mình. Bà ngoại già. Không có gia đình hả? Không, có ở với bà già, nhưng bà già mất rồi, mất được 2 năm rồi. Ngoại không. Còn... có chồng con không hả? Rồi. Dạ, dạ, con hiểu rồi. Vậy là bây giờ một tháng mà có 100 ngàn rồi sao sống ngoại? Thì biết sao được, cái giờ tới đâu hay tới đây. Ngàn nha. Dạ. Ở đây bà con có thương cho ngoại gạo được không? Thỉnh thoảng cái chị này chị cũng cho được chục ký, cái. Dạ. Chị trong tiệm nữa. Chị à, biết cho được chắc cũng ký. Khó khăn nên người. Dạ. Ta cũng thương ngoại đó. Dạ. Dạ rồi, thì hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở Canada. Dạ. Thì sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú ở Canada. Dạ. Tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Chúa ơi, cái này tôi mừng lắm. Cảm ơn cậu nhiều, rất nhiều nha. Dạ. Cái này được một, chưa được bao gạo. Dạ, ngoại đếm giùm con đi được bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu à? Dạ, 500 ạ. À. Dạ, thì bữa nay ngoại nhận được phần quà, ngoại cảm giác như thế nào? Trời ơi, mừng lắm, mừng vô cùng. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Dạ, em thì gì cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Vậy. Dạ. Thôi, nhờ cậu gửi lời, chuyển lời giùm cho dì. Dạ. Cảm ơn rất nhiều những. Cảm người nào hảo tâm. Dạ, cảm ơn ngoại. Dạ. Hy vọng với tấm lòng của cô chú giúp. Dạ. Cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ, cảm ơn cậu rất nhiều nha. Cảm ơn ngoại. Con. Dạ. Xin phép chào. Dạ. Ngoại. Vâng. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ, dạ. 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 Vô mua thuốc nhức chân này. Dạ, con nghe mỏi quá. Dạ. Dạ. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì không ngoại? Bán ba cái nồi xe. Ngoại, ngoại bán bánh đâu ta hả ngoại? Còn cái này của ai bán ngoại? Của tôi luôn. Của ngoại luôn ha. Dạ.
Mày giờ độ tuổi này mà mày còn chạy nổi xe này hả? Không có con nhỏ em. Dạ. Ngoài năm nay mày được bao nhiêu tuổi rồi? 76 rồi. Mày là người của tỉnh nào mày? Ở miền Bắc à? Dạ, ở tỉnh nào mày? Ở Hải Dương. Hải Dương ha. Ừ. Mày vô trong miền Tây này bao lâu rồi? Vô lâu lắm rồi, vô từ năm 4 rồi. Dạ, mà mày vô đây là mày hiện tại là mày đang ở với ai? Dạ, ông mất được 5 năm nay rồi. Dạ. Dạ, ở với thằng anh trai. Dạ. Với anh gái Úc. Dạ. Vậy là ngoài ra sáng ngoài ra ngoài bán phụ ha. Dạ. Bán phụ nhỏ đó. Dạ. Đậu đũa này bao nhiêu một bó ngoại? Hai bó có 18 ngàn, 16 ngàn bạc. Dạ. Dễ vậy đó ha ngoại. Ừ. Dạ. Có 8 ngàn. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở bên Canada thì sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ và để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Thì hôm nay ha, con xin phép cô chú tặng cho ngoại phần quà. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú ở Canada tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn tất cả nha. Dạ. Bữa nay ngoài nhận được phần quà ngoài cảm giác như thế nào? Dạ mừng lắm. Dạ. Chúc ngoại ha sẽ bớt vất vả với tấm lòng của cô chú. Đi nha. Làm tối ngày. Dạ. Ra đây chút phải đi về già là làm gì đâu có được ở đây. Dạ. Cảm ơn ngoại. Thôi ngoại giữ gìn sức khỏe. Mình xin phép chào ngoại nha. Dạ. Tấm lòng của cô chú đến với những hoàn cảnh khó khăn đó. Dạ. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô không nói chuyện được hả? Dạ. 60 tuổi. Dạ, cô cởi khẩu trang cho mình xem đi. Dạ. Hôm nay ta cho cô đó ha. Dạ. Một ngày cô bán bao nhiêu tờ? 200 tờ hả? Bữa nay ha, con xin phép cô chú nhà hảo tâm ở Canada sẽ tặng cho cô phần quà nha. Của ít đồng nhiều. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ muôn hoa bánh đắt. Tôi chào cô. Dạ không. Dạ không không, cảm ơn cô, cảm ơn. Con cảm ơn cô. À, có lòng là được rồi. Chiếc xe của cô ấy là chiếc xe đạp nhỏ thôi. Dạ con chào nội. Nội nội bán gì vậy nội? Bán rau rồi con. Dạ. Rau với chuối hả nội? Dạ. Rau chuối với đu đủ này là của nội đồ nhà hay mua bán lại nội? Đồ nhà của nội. Dạ. Vậy là bữa nào mà nội bán bữa nào hên hên thì được nhiêu nội? Chuyện trăm giá lại à. Ít vậy đó hả nội? Ừ. Đâu dạ. Có nhiều đâu con. Cái mà... chút chút là không có nhiều. Dạ. Đồ không ngon không. Dạ. Mà nội lợi ích như vậy thì nội có lo cho ai không? Có. Dạ nó lo cho ai? Con cháu nữa. Dạ. Ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? Nội 69 rồi. Dạ à, ông nội á, chồng của nội á là được bao nhiêu tuổi rồi? 69 tuổi luôn. 69 luôn nha. Dạ một ngày nội lời chỉ có vài chục ngàn thôi. Vài chục ngàn. Nào hên lắm là được 100 ngàn. Hên dạ. Lắm là 100 ngàn. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Dạ. Thì chú ý cái đầu thì dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nghe. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Yeah. Bữa nay là con thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở bên Canada. Cô chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Yeah. Mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay cô chú ấy sẽ tặng cho nội một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nội đếm giùm con coi nội được bao nhiêu. Vậy là nội cũng gửi lời thăm sức khỏe của chủ này nha. Dạ, cô chú ở Canada. Dạ. Bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Mừng, bà nội mừng. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Bây giờ bà nội có thằng con mà nó đi mần mướn ăn không à. Dạ. Rồi cái vợ nó bỏ, dạ. Cháu nội bà nội nuôi. Dạ.
hy vọng với tấm lòng cô chú thì giúp cho ông bà nội có bữa cơm ngon cùng với cháu của mình nha. Bà nội cũng chúc cho cái chủ này được nhiều sức khỏe. Cảm ơn nội. Mình ăn phát tài lên, ăn giúp kẻ khác. Cảm ơn nội. Chúc nội giữ gìn sức khỏe, bán hết sớm về sớm nghe nội. Mình xin phép chào nội. Bài con. Chị có mấy bé rồi? Con của gái em bận nhầm ở Thúy An. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em mới 35. 35? Mà chị có mấy bé lận? Dạ một bé, bé thì bị bệnh rồi. Bé này bao nhiêu tuổi? Dạ tuổi gửi. Tuổi gửi hả? Rồi ông xã chị làm công việc gì? Dạ ông chồng em thất nghiệp mấy tháng nay không có đi làm, đi làm hồ. Còn chị thì bán vé số hả? Dạ, một ngày chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ em bán có 102, con thì 102 thôi ha. Bữa nay gặp chị là cái duyên ha. Bữa nay thôi em sẽ xin phép cô chú nhà ở Tâm ở Canada tặng cho bé một ít sữa ha. Thì đây là tấm lòng của cô chú tặng cho bé để chị mua sữa cho bé nha. Cảm ơn. Bữa nay chị nhận được phần quà chị cảm giác như thế nào? Cảm ơn nhiều. Chị có nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Dạ, cảm ơn nhiều chú. Cảm ơn. Rồi. Chúc chị ha sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú nha, và gặp may mắn ha ở trong cuộc sống của mình nha. Rồi, xin phép chào chị. Chào chú đi con. Bye bye. Nghe gió đi. Trời ơi giỏi quá. Bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi bác? 60 rồi. Dạ bác được 60 mấy? 65. 65 ha, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Có trong tờ số là lo cho bà xã, bà ấy bị tai biến, liệt không đi được. À, vậy là bác bán lợi ích về đây ha. Về là còn lo cơm nước cho bà ấy. Dạ. Bà ấy... Quê của bác ở tỉnh nào? Hồi xưa thì ở Hải Dương. Hải Dương, dạ. Nhưng mà ba má qua đây mới sanh. Dạ, con hiểu rồi. Thì hôm nay gặp bác là cái duyên ha. Vâng. Con sẽ xin phép là anh Tùy Duyên ở tại Mỹ sẽ tặng cho bác một phần quà nho nhỏ nha. Của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng của anh ấy. Chúc bác cũng như là bác gái ha sẽ phục hồi sức khỏe của mình được phần nào hay phần đó nha. Vâng, cảm ơn anh rồi. Dạ, bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Thấy cũng mừng, cũng có tí tiền về lo cho vợ. Dạ, bác có nhắn gửi gì với mà anh Tùy Duyên không? Thì tôi gửi lời cảm ơn. Dạ. Chúc bác ha sẽ vất vả hơn và tấm lòng của anh ấy nha. Bác hết sớm về sớm nha bác. Dạ, xin phép chào bác. Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ em đang ở tại quốc lộ 1A. Nếu cô chú anh chị đi thẳng hướng này xuống thì cô chú anh chị sẽ tới huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Đi ngược hướng này thì chúng ta sẽ về thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Thì em đang ở cái khu vực giữa giữa, là em đang ở tại khu vực này chắc có lẽ là thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, ở tại xã Đại Hải, ở ấp Ba Rin. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục thay mặt tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm ở Canada, mà em còn giữ số tiền của cô chú ấy đây là 2 triệu mấy, để em đếm lại cái em quên. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Em còn giữ 2 triệu 8 của cô chú nhà hảo tâm Canada. Thì em sẽ thay mặt cô chú ấy sẽ hỗ trợ cho những hoàn cảnh lớn tuổi, khó khăn, bệnh tật ở tại chợ Paris thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì em mời cô chú anh chị cùng đi đến chợ Paris chung với em nha, để tiến hành tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn lớn tuổi nha. Ở đây thì cô chú anh chị thấy quốc lộ 1 nè, chỗ này là cầu Paris. Bây giờ là thời điểm em tới đây là 6:55. Sau khi cái video trước thì em có quay chia sẻ về chợ Mang Cá, cũng thuộc huyện Kế Sách, Sóc Trăng, nhưng mà em cứ tưởng đâu là của Hậu Giang. Video trước em nói hơi lộn chút xíu.
đối với những cái khu vực mà chợ này giống như là mấy cái con chợ ấp ấy cô chú anh chị, thành ra là nó không có quá rộng và cái số lượng người bán cũng không có nhiều nữa. Thật ra là em cũng không hy vọng là sẽ gặp quá nhiều hoàn cảnh khó khăn hay lớn tuổi. Sau khi mà khoảng thời gian vừa qua mà em đi những cái chợ mà lớn ở 13 tỉnh miền Tây, là chợ ở tại thành phố, rồi chợ ở thị trấn, rồi xuống chợ huyện, rồi chợ xã, thì bây giờ em xuống chợ ấp luôn rồi. Gần như là em cố gắng em sẽ không có bỏ sót cái khu vực nào hết cô chú anh chị ha. Chỉ cần cô chú anh chị mà còn có tấm lòng Bồ Tát là muốn giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn thì em sẽ trao tấm lòng của cô chú đến với những hoàn cảnh khó khăn đó. Yeah. Cô năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? Cô không nói chuyện được hả? Dạ. À. 60 tuổi. Dạ, cô cởi khẩu trang cho mình xem đi. Dạ. Cái này ta cho cô đó ha. À. Dạ, một ngày cô bán bao nhiêu tờ? 200 tờ hả? Bữa nay ha, con xin phép cô chú nhà ở Tâm ở Canada sẽ tặng cho cô phần quà nha. Của ít đồng nhiều. Chúc cô sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ, mua mai bán đắt. Tôi phải chờ cô. Dạ không. Dạ không, không, cảm ơn cô, cảm ơn. Con cảm ơn cô, à, có lòng là được rồi. À, chiếc xe của cô ấy là chiếc xe đạp nhỏ thôi. Thì ngôi chợ Badin nó nằm ở dưới cái cầu Badin chỗ này nè cô chú. Cái đường này là đường mà sáng em đi vô trong chợ mang cá đó, nó chỉ có 3,5 tấn thôi. Mà cô chú anh chị chạy thì phải né nhau á. Đường nói chung thì nó khá là nhỏ. Ngôi chợ Badin thì nằm ngay chỗ khúc này đây. Nhiều khi em nói, em thấy là nếu mà mình không có nói chuyện được, không nghe được, nó cũng là một cái hay trong cái cuộc sống này, cô chú anh chị. Đây, chợ Badin. Dạ, con chào nội. Nội, nội bán gì vậy nội? Bán rau rồi con. Dạ, rau với chuối hả nội? Dạ. Rau, chuối với đu đủ này là của nội đồ nhà hay mua bán lại nội? Đồ nhà của nội. Dạ. Vậy là bữa nào mà nội bán, bữa nào hên hên thì được nhiêu nội? Chừng 100 trở lại à. Ít vậy đó hả nội? Đâu dạ. Có nhiều đâu con, cái mà... chút không có nhiều. Dạ. Đồ không ngon không. Dạ, mà nội lợi ích như vậy thì nội có lo cho ai không? Ủa? Dạ, nội lo cho ai? Con cháu nữa. Dạ. Ông nội được bao nhiêu tuổi rồi nội? Nội 69 rồi. Dạ, à, ông nội, chồng của nội á là được bao nhiêu tuổi cũng rồi? 69 tuổi luôn. Cũng 69 luôn nha. Dạ. Dạ, một ngày nội lời chỉ có vài chục ngàn thôi. Vài chục ngàn. Nào hên lắm là được 100 ngàn. Hên dạ. Lắm là 100 ngàn. Dạ, con hiểu rồi. Dạ. Dạ. Có chú ý coi đồ thì... Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với nội nghe. Bữa nay gặp nội là cái duyên. Dạ. Bữa nay là con thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở bên Canada. Cô chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh lớn tuổi. Dạ. Mà có cuộc sống mưu sinh vất vả như nội. Thành ra ngày hôm nay
cô chú ấy sẽ tặng cho nội một phần quà nho nhỏ, dạ, để cho nội bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Dạ, thì đây là tấm lòng của cô chú tặng cho nội ngày hôm nay. Dạ, nội đếm giùm con coi nội được bao nhiêu. Vậy là nội cũng gửi lời thăm sức khỏe của chủ này nha. Dạ, cô chú ở Canada. Dạ, bữa nay nội nhận được phần quà nội cảm giác như thế nào? Bà nội mừng. Dạ, mừng lắm. Dạ. Đây, giờ bà nội có thằng con mà nó đi mần mướn ăn không à. Dạ. Rồi cái vợ nó bỏ. Dạ. Cháu nội bà nội nuôi. Dạ. Hy vọng với tấm lòng cô chú để giúp cho ông bà nội có bữa cơm ngon cùng với cháu của mình nha. Dạ. Bà nội cũng chúc cái chủ này được nhiều sức khỏe. Cảm ơn nội. Mừng ăn phát tài lên. Dạ. Giúp kẻ khác. Cảm ơn nội. Chúc nội giữ gìn sức khỏe. Bán hết sớm về sớm nghe nội. Mình xin phép cho nội. Dạ. Bài con. Dạ. Em ba đứa con em cũng khổ. Là lớn tuổi em mới gửi được. Thông cảm giùm em nha. Dạ, con chào ngoại. Ngoại ơi, ngoại bán gì vậy ngoại? Bán ba cái nửa xe. Ngoại, ngoại bán bánh đâu đó hả ngoại? Còn cái này của ai bán ngoại? Của tôi luôn. Của ngoại luôn ha. Ngoại giờ độ tuổi này mà ngoại còn chạy nổi xe này hả? Không có con nhỏ hả? Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi? 76. 76 rồi. Ngoại là người của tỉnh nào ngoại? Ở miền Bắc hả? Dạ, ở tỉnh nào ngoại? Ở Hải Dương. Hải Dương ha. Ừ. Ngoại vô trong miền Tây này bao lâu rồi? Vô lâu lắm rồi, vô từ năm 4 rồi. Dạ, mà ngoại vô đây là ngoại hiện tại là ngoại đang ở với ai? Dạ, ông mất được 5 năm nay rồi. Dạ. Dạ, ở với thằng anh trai. Dạ. Với anh gái Úc. Dạ. Vậy là ngoại ra sáng ngoại ra ngoại bán phụ quá ha. Dạ. Dạ, đậu đũa này bao nhiêu một bó ngoại? Hai bó có 18 ngàn, 16 ngàn bạc. Dạ, dễ vậy đó ha ngoại. Dạ. Có 8 ngàn. Dạ, thì hôm nay con chia sẻ với ngoại nghe. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở bên Canada thì sẽ tặng cho ngoại một phần lì xì nho nhỏ. Dạ, để cho ngoại bớt vất vả hơn trong cái cuộc sống của mình nha. Dạ. Anh cho câu quà ơi, mà để cho con. Dạ, thì hôm nay ha, con xin phép cô chú tặng cho ngoại phần quà. Dạ, thì đây là tấm lòng của cô chú ở Canada tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn tất cả nha. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà ngoại cảm giác như thế nào? Dạ, mừng lắm. Chúc ngoại ha sẽ bớt vất vả với tấm lòng của cô chú. Đi nha. Làm tối ngày. Dạ. Ra đây chút mới đi về nhà làm chứ đừng có được ở đây. Dạ. Cảm ơn ngoại. Thôi ngoại giữ gìn sức khỏe. Mình xin phép chào ngoại nha. Dạ. Có cho. Dạ, ngoại bán gì ngoại? Có bán gì đâu, đi lượm ra trái không ạ? Dạ. Dạ, ngoại cởi khẩu trang, ngoại nói chuyện với con trí. Dạ. Đi. Dạ, ngoại cởi nón lá luôn ha. Dạ. Ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi? Dạ, rồi? Dạ, 68 tuổi. Dạ, ngoại tỉnh, ngoại quê ngoại ở tỉnh nào? Ở ngoài Hà Nội thì không biết. Dạ. Nhưng mà vô trong này bà già tôi mới thanh tôi. Dạ. Này thanh 557 đó. Dạ, rồi bây giờ ngoại đi lượm dây chai hả? Dạ, đi lượm dây chai đó, xe đạp để kia. Dạ, đó. À, chiếc xe đạp này đấy ha. Dạ. Có mấy cái lon. Có cái lon à. Dạ, với hai chai nước suối ở trên. Dạ. Vậy là một ngày ngoại lượm thì ngoại bán luôn không hay là ngoại dạ, để dành? Dạ, 2-3 tháng, 1 tháng, hơn tháng mới bán được. Dạ, lên. Rồi 1 tháng ngoại bán thì được bao nhiêu? Khoảng chừng 100 độ lại. Sao ít dữ vậy ngoại? Chứ người ta lượm hết trơn rồi. Dạ. Người ta lượm dữ lắm. Dạ. Thật ra gì không có đi lượm được nhiều, đi dạ. Sớm thì mới lượm được nhiều. Dạ. Còn lần này không có đi sớm được, lượm được dạ. Ít lắm. Mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở mình. Bà ngoại già. Không có gia đình hả? Không, có ở với bà già, nhưng bà già mất rồi, mất được 2 năm rồi. Ngoại không còn, có chồng con hả? Dạ, dạ, con hiểu rồi. Vậy là bây giờ một tháng mà có 100 ngàn rồi sao sống ngoại? Thì biết sao được cái giờ, tới đâu hay có 3 ngàn hả? Dạ. Ở đây bà con có thương cho ngoại gạo được không? Thỉnh thoảng cái chị này chị cũng cho được chục ký, cái dạ. Chị trong tiệm đó. Chị biết cho chắc cũng ký. Khó khăn, nên người dạ. Ta cũng thương ngoại đó. Dạ.
Dạ rồi, thì hôm nay chia sẻ với ngoại nha. Dạ. Bữa nay gặp ngoại là cái duyên. Dạ. Bữa nay con xin phép thay mặt cô chú nhà hảo tâm ở Canada. Dạ. Thì sẽ tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ. Dạ. Để cho ngoại bớt vất vả hơn. Dạ. Trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Dạ. Thì đây là tấm lòng của cô chú ở Canada. Dạ. Tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Chú ơi, cái này trung mừng lắm. Cảm ơn cậu nhiều, rất nhiều nha. Dạ. Cái này được một chưa được bao gạo. Dạ, ngoài đến nhìn con đi được bao nhiêu? Dạ, bao nhiêu ạ? Dạ, 500 ạ. Dạ, thì bữa nay ngoài nhận được phần quà, ngoài cảm giác như thế nào? Trời ơi, mừng lắm, mừng vô cùng. Vậy thì ngoài có nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Dạ, em thì gì cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Vậy thôi, nhờ cậu gửi lời, chuyển lời dùm cho dì. Dạ. Cảm ơn rất nhiều những người nào hảo tâm. Dạ, cảm ơn ngoại. Hy vọng với tấm lòng của cô chú giúp cho ngoại bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ, cảm ơn cậu rất nhiều nha. Cảm ơn ngoại, con xin phép chào ngoại. Vâng. Ngoại giữ gìn sức khỏe. Dạ, giờ đi vô mua thuốc nhức chân này. Dạ, con nghe mỏi quá. Dạ. Dạ. Em ơi. À, chợ thì nếu mà em cộng lại hết người bán chắc cũng khoảng được đâu đó thì 20 mấy người thôi cô chú anh chị, cũng rất là ít luôn. Dạ. Cô ơi, cô được năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? Cô 68. 68 rồi hả cô? Dạ. Cô đang bán gì vậy cô? Cô bán gạo. Dạ. Hai gạo. Cô bán ở sạp nào? Sạp đây nè, cô bán nhiêu? À dạ, là có bao nhiêu đây thôi hả cô? À, không có đâu, có vốn nhiều mà. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán cái này là cô mua bán lại hay đồ nhà? Hái cũng có mà đi mua không có. Dạ. Rồi hái vài chừng. Dạ. Rồi một ngày mà cô bán cái này cô trừ chi phí thì mình còn được bao nhiêu? Ít vài chục ngàn. Lợi ích vậy hả cô? Ừ, đâu có đồ nhiều bán, có giá đâu mà có lợi nhiều. Dạ. Cô lợi ích như vậy thì cô có lo cho ai không? Đó, lo cho con, cho cháu. Dạ. Còn... bác trai được bao nhiêu tuổi rồi cô? Bác chết rồi. Dạ, rồi bây giờ chết cô bán 6 mấy tuổi, 62 tuổi mất. Rồi cô bán cô lo cho con cháu đó ha. Hàng ngày là cô đi, sáng là 3-4 giờ là đi. Dạ. Rồi chiều thấy... về hái gạo. Dạ, con thấy đồ cô về thì con biết ngày cô cũng được có mấy chục ngàn. Mấy chục mà. Là dữ lắm rồi. Dạ, cũng có nhà chặt ra rồi. Dạ. Thì hôm nay con chia sẻ với cô nha. Bữa nay gặp cô là cái duyên. Bữa nay con xin phép thay mặt một nhà hảo tâm, đó là cô chú ở bên Canada. Cô chú ấy thì rất thương những hoàn cảnh mà lớn tuổi mà có cuộc sống vất vả như cô. Thành ra ngày hôm nay cô chú ấy có phần quà nho nhỏ tặng cho cô để cho cô bớt vất vả hơn trong cuộc sống của mình nha. Dạ. Cô đếm giùm con rồi cô được bao nhiêu? 400. Dạ. Bữa nay cô nhận được phần quà cô cảm giác như thế nào? Vui. Dạ. Vậy thì cô có nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Nhắn gửi cô chú bên Canada được nhiều sức khỏe. Dạ. Để làm ăn phát tài giúp về cho đất nước rồi cho cô bác rồi. Có cảm ơn cô. Cô. Dạ. Chúc cô sẽ bớt vất vả. Dạ. Và có bữa cơm ngon miệng cùng gia đình nha. Dạ. Dạ. Trong khoảng thời gian sắp tới. Dạ. Con xin phép chào cô. Tối ngày. Dạ. Chị có mấy bé rồi? Có một gái em bệnh nhầm ở Thí An. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em mới 35. 35? Mà chị có mấy bé lận? Dạ một bé, bé à. Bị bệnh rồi. Bé này bao nhiêu tuổi? Dạ tuổi gửi. Tuổi gửi hả? Rồi ông xã chị làm công việc gì? Dạ ông chồng em thất nghiệp mấy tháng nay em có đi làm hồ. À. Dạ. Còn chị thì bán vé số hả? Dạ. Rồi chị bán được bao nhiêu tờ? Dạ em bán có 120. Có thì 120 thôi ha. Dạ. Dạ. Bữa nay gặp chị là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay thôi em sẽ xin phép cô chú nhà ở tâm ở Canada tặng cho bé một ít sữa ha. Thì đây là tấm lòng của cô chú tặng cho bé để chị mua sữa cho bé nha. Cảm ơn. Bữa nay chị nhận được phần quà chị cảm giác như thế nào? Cảm ơn nhiều. Chị có nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Dạ, cảm ơn nhiều chú. Cảm ơn khổ. Rồi. Chúc chị ha sẽ bớt vất vả hơn với tấm lòng của chú nha. Và gặp may mắn ha ở trong cuộc sống của mình nha. Rồi, xin phép chào chị. Chào chú đi con. Bye bye. Mẹ gió đi. Trời ơi, giỏi quá.
Dạ con chào cô. Cô ơi cô bán gì vậy cô? Cá. Dạ cá này cô bắt hay là cô mua bán lại cô? Không, cá này cá nhà làm rồi bán. Vậy là cô bắt dưới sông hả? Ừ. Dạ. Đặt hai cái ngục. Dạ cô năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 60 ha. Mấy rồi. Nhỏ nó đặt tôi đi bán. Dạ. À, bây giờ cô bán cho con mấy chú này đi ha. Dạ, để con phóng sanh đó. Dạ. Này bao nhiêu ký cô? Này cái 20 ngàn hay không con? 20 ngàn. Nó nhảy, con mới lấy nó nhảy ra đây nè. Cô dở cái bọc lên hay là dở cái thau? Lấp nó tiêu rồi. Con mới thấy nó đây mà. Lấp xuống sông rồi. Dạ có 20 ngàn thôi hả? Ừ. Dạ sao rẻ dữ cô? Dạ. Dạ rồi, hôm nay thì cô chú nhà hảo tâm ở bên Canada hữu duyên với các vị ha. Hãy các vị về sông nước nha. Các vị ráng tìm chỗ tu tập để kiếp sau làm kiếp khác tốt hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Chú cá lóc đồng với hai chú cá chê. Dạ. Cô ơi cô thả giùm con cái đi cô. Dạ. Sông này thì chắc chắn là nó sẽ rất là dễ trong việc phóng sanh nè. Vậy là một ngày mà cái này mà cô bán bữa nào được lắm thì được khoảng nhiêu tiền cô? Bữa nào trúng lắm thì được 300-400. Dạ còn bò này cũng có 200 ngoài ngàn được. Dạ. Thì thôi thì hôm nay mà. Dạ. Con thay mặt cô chú ở Canada. Dạ. Trước là mua những chú cá của cô. Dạ. Sau là còn dư bao nhiêu cô chú ấy tặng cho cô luôn. Dạ. Dạ. Biết luôn ạ. Cảm ơn cậu. Dạ. Chúc cô sẽ sức khỏe nghe. Tôi cũng đau bệnh muốn chết, mới mấy năm nay bệnh muốn gần chết. Dạ, phục hồi sức khỏe được phần nào hay phần đó nghe cô. Dạ, dạ xin phép chào cô nghe. Ngoại ơi. Ngoại ơi, ngoại có bán cá nào để phóng sanh không ngoại? Hết rồi. Dạ chết, chết hết hả ngoại? Cá mặn cá chết không mà không còn cá sống nữa. Dạ. Cái ốc này của ngoại luôn hay của ai? Ốc của các cô bên đó. Dạ. Mà năm nay ngoại được bao nhiêu tuổi rồi ngoại? Năm nay 65 tuổi rồi. 65 mình cô đây ha. Dạ. Vậy là cá cô bán hết rồi ha. Ừ. Vậy là cá này là cô mua bán lại hay đồ nhà? Cá nhà, cá thả lưới. Cá thả lưới ha. Là ngày nào cũng có không cô? Ngày nào cũng có hết. Thì tại đi mình thả lưới mỗi ngày mà. Dạ. Còn một ngày mình bán như thế này thì mình được khoảng bao nhiêu cô? Bữa chừng trăm ngoài ngàn vậy hả, chứ không có nhiều. Ít vậy đó cô hả? Ừ. Dạ. Trời ơi, vậy đó là có là may rồi đó. Vì dạ. Năm nay cái thời tiết nó theo thời tiết nó nắng ha. Dạ. Nó nắng quá rồi mình đi thả lưới cá, nó không có đi thả, nó không có chín. Dạ. Bữa thì cũng được 2-3 ký cá rô phi gì, cũng được bán cá này bán có mấy chục ngàn ký hả. Dạ. Mà tại sao cái chợ này người ta gọi là chợ Barin vậy cô? Thì tại hồi đó giờ người ta kêu vậy chứ tôi không biết sao mà. Dạ. Mà cá này là cô đi đặt chứ cô bắt là một mình cô hay với ai? Cá này chồng cô đi bắt đi thả lưới. Vậy là cô ngồi cô bán thôi ha. Ừ, chỉ cô đi bán ở nhà. Dạ. Bán thôi. Không đi con thả lưới rồi. Dạ. À con hiểu rồi. Dạ. Thả dưới sông này là mà thả nước đứng vậy đó rồi mình mới thả. Dạ. Nước đứng vậy đó mình mới thả. Dạ con hiểu rồi. Tại cô bệnh đó cô đâu có đi làm gì được. Dạ. Đâu mà không đi thả lưới mình lên đó mà người bây ra giờ đi. Cô đau nhất ở đâu? Nó đau hở khớp trên sông. Dạ. Vậy là bây giờ cô ở với ông xã. Ừ. Với con mà con tư riêng hết trơn rồi giờ nó không có ở chung với đứa nào, có hai vợ chồng ở. Dạ. Thì bữa nay gặp cô là cái duyên ha. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép thay mặt một nhà hảo tâm. Dạ. Đó là cô chú ở bên Canada. Dạ. Sẽ tặng cho cô một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Của ít lòng nhiều. Cô chú ấy chúc cô sẽ phục hồi sức khỏe của mình. Dạ. Hơn vậy là cảm ơn cậu ha. Dạ. Đó là tấm lòng của cô chú ở Canada. Cô tại cô gửi. Cũng đau hoài hả, đi năm rồi nằm nhà thương mấy lần cả tháng trời. Dạ. Cô nhắn tại gửi gì với cô chú đó không? Bây giờ nhắn gửi với cô chú mà giàu giàu sức khỏe mà ăn phát đạt cho phát đạt có tiền có bạc rồi gửi cho mấy cô nghèo khổ. Cảm ơn cô. Thôi cô giữ gìn sức khỏe nha. Cô xin phép chào cô. Dạ. Bác năm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi? 73. 73. Dạ, mà bây giờ sức khỏe của ông nội như thế nào? Bị tai biến. Bị tai biến? Dạ. Bị bên trái hả? Thắt lưng. Dạ, à, bị thắt lưng ha. Dạ. Dạ. Bình thường nữa. Với ba với trận mình sẽ dạ. Đây. Dạ.
Rồi ông nội thì ở lúc trẻ thì mình làm công việc gì? Ở lúc trẻ ông nội làm công việc gì? Dạ. Dạ. Giác lúa. Giác lúa nha. Còn bây giờ ông nội ở với ai? Dạ ở với bệnh yếu lắm. Dạ. Mình dạ, rồi một ngày mình đi xin được bao nhiêu ông nội? Dạ, cô bác mà cho được bao nhiêu thì cho mình cũng không biết được. Dạ. Thôi bữa nay ha, gặp ông nội là cái duyên ha. Con sẽ tặng cho ông nội một phần lì xì nho nhỏ nha. Tại con cũng hết tiền rồi. Thì thôi con tặng cho ông nội 100 nha. Dạ, đây là tấm lòng của cô chú ở Canada nha. Dạ, ông nội nhắn gửi gì với cô chú không? Không có. Dạ, ông nội cảm ơn cô chú đi. Rồi, cảm ơn. Chúc ông nội sẽ giữ gìn sức khỏe của mình nha. Thì bây giờ thôi thôi con cũng hết tiền rồi. Thôi còn 100 này con sẽ xin phép cô chú ở Canada tặng cho hai cô mỗi cô 50 nha. Dạ, đây là tấm lòng cô chú ở Canada. Dạ. Dạ cô lấy 50 tặng qua cho cô này đi ha. Dạ. Hai cô nhắn gửi gì với cô chú ở Canada không? Dạ. Xin bao gạo. Xin bao gạo gà. Dạ. Cô chú chúc hai cô hay sẽ mua may bán đắt nha. Dạ. Dạ có may mắn với cái công việc của mình. Dạ. Rồi con xin phép chào hai cô nha. Dạ hết tiền rồi. Rồi cảm ơn chị nha. Sao chị biết? Sao chị biết em có lên Ngao Bảy? Có lên gạo chú mà hết. Có hết tám thằng nhỏ lên tránh. Dạ. Dạ con hết tiền rồi. Dạ con hết tiền rồi. Dạ hết tiền rồi bà con ơi. Đó, em thấy có hai hoàn cảnh nội ngoại cũng thấy thương quá. Em xin chắc để em xin anh Tùy Duyên đi. Chứ em thấy là em nhiều khi em không có quay lại chợ này nữa. Dạ mấy chị đi bán đi ha. Em xin anh Thùy Duyên. Em thấy ngoại bán hộp dịch này cảm giác hơn. Dạ con chào ngoại. Ngoại ngoại bán gì vậy ngoại? Con có nhiều đó đó. Dạ ngoại bán có chiến dịch thôi ha. Dạ chiến dịch này của ngoại mua bán lại hay đồ nhà? Có, của nhà có nhiều đó. Dạ. Rồi một ngày ngoại bán như thế này được bao nhiêu tiền ngoại? Trời ơi, có gì đâu, sáng giờ chưa có đồng nào hết. Trời ơi, thương dữ vậy hả ngoại? Sáng giờ không ai mua hết trơn hả ngoại? Ờ, sáng giờ chưa ai mua hết, chưa có đồng nào. Vậy là sáng giờ ngoại nhịn đói luôn hả? Nhịn đói luôn, ăn khoai lang nè. Khoai lang người ta cho ngoại hả? À. Dạ, ngoại năm nay ngoại được bao nhiêu rồi? 75 à. Dạ, mà bây giờ ngoại đang ở với ai? Ở với thằng con mà nó ăn riêng rồi. Dạ. Hai ông bà già ăn chung. Vậy là ngoại người dân tộc hen. Dạ. Dạ. Ông thì đang bệnh. Dạ. Lâu rồi, bệnh hơn năm rồi. Dạ. Dạ con hiểu rồi. Thì hôm nay chia sẻ với ngoại nghe. Không có gì đâu. Dạ. Bữa nay con sẽ xin phép một nhà hảo tâm. Đó là anh Tùy Duyên ở tại Mỹ ha. Dạ. Để tặng cho ngoại một phần quà nho nhỏ nghe. Dạ nghe thấy thương không? Rồi, ăn khoai lang chừng cơm. Dạ. Thì con sẽ xin phép anh Tùy Duyên ở Mỹ tặng cho ngoại phần quà nha. Dạ. Thì của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng anh Tùy Duyên ở Mỹ tặng cho ngoại ngày hôm nay. Dạ. Ngoại đếm giùm con ở ngoài được bao nhiêu? Ừ, nhiều quá ta. 500. Dạ. Bữa nay ngoại nhận được phần quà này ngoại cảm giác như thế nào? Mừng lắm. Vậy thì ngoại có nhắn gửi gì với anh Tùy Duyên không? Dạ, tôi cũng cảm ơn cái ông đó. Dạ. À, không biết già trẻ. Dạ.
thì hy vọng với tấm lòng anh Tự Duyên sẽ giúp cho ngoại bớt vất vả hơn nha. Yeah, trong cuộc sống của mình ha. Yeah. Em xin phép chào ngoại nha. Chờ bệnh chết là anh này khổ lắm. Bác tầm nay bác được bao nhiêu tuổi rồi bác? 60 mấy rồi. Dạ, bác được 60 mấy? 65. 65 ha, một ngày bác bán được bao nhiêu tờ? Có 100 tờ số là lo cho bà xã, bà ấy bị tai biến liệt không đi được. À, vậy là bác bán lợi ích vậy đó ha. Và là còn lo cơm nước cho bà ấy. Dạ. Bà ấy... Quê của bác ở tỉnh nào? Hồi xưa thì ở Hải Dương. Hải Dương, dạ. Nhưng mà ba má qua đây. Dạ. Mới sanh. Dạ con hiểu rồi. Dạ. Thì hôm nay gặp bác là cái duyên ha. Dạ. Con sẽ xin phép là anh Tùy Duyên ở tại Mỹ. Dạ. Sẽ tặng cho bác một phần quà nho nhỏ nha. Dạ. Của ít lòng nhiều. Đây là tấm lòng của anh ấy. Dạ. Chúc bác cũng như là bác gái ha. Dạ. Sẽ phục hồi sức khỏe của mình. Dạ. Được phần nào hay phần đó nha. Dạ, vâng, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Bữa nay bác nhận được phần quà bác cảm giác như thế nào? Thấy cũng mừng, cũng có tí tiền về lo cho vợ. Dạ. Bác có nhắn gửi gì với mà anh Tùy Duyên không? Thì tôi gửi lời cảm ơn. Dạ. Dạ. Chúc bác ha, sẽ vâng, vất vả hơn và tấm lòng của anh ấy nha. Vâng. Bác hãy sớm về sớm cho bác. Vâng. Dạ, xin phép chào bác. Dạ. Rồi, tạm biệt mấy chị nha. Kênh YouTube của em là Khương Nhật Minh. Dạ, cảm ơn mấy chị. Con này nhiều nhiều ông ấy mà bà ông ấy bị đại nữa chú. Dạ rồi, giờ là em xin 800 ngàn của anh Tùy Duyên để hỗ trợ cho ngoại bán hộp dịch và cũng như là bán vé số lo vợ bị bệnh tai biến. Dạ, thì một lần nữa chân thành cảm ơn tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm ẩn danh bên Canada và anh Tùy Duyên ở tại Mỹ. Dạ, với tấm lòng của cô chú cũng như anh cũng đã giúp cho những hoàn cảnh lớn tuổi khó khăn đỡ được phần nào đó trong cái cuộc sống của mình. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi video của em. Chúc cô chú anh chị và nhà hảo tâm sẽ luôn luôn được bình an và mạnh khỏe trong cuộc sống của mình, và cũng như là hạnh phúc bên gia đình, và gặp luôn luôn gặp nhiều may mắn để tiếp tục sẽ có những sự hỗ trợ đến với những hoàn cảnh khó khăn tiếp theo tại Việt Nam. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất ạ.